Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua hoạt động liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung, dược liệu nói riêng phát triển mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là đối với các hợp tác xã. Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định không chỉ giúp bà con nông dân yên tâm canh tác mà còn giúp các hợp tác xã nâng cao hiệu quả kinh tế khi mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại để ứng dụng trong sản xuất. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Nghĩa Đàn là huyện có lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng để phát triển các loại cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên, do trước đây đầu ra thiếu ổn định và thường xuyên bị ép giá, nên người dân không mấy mặn mà trong việc duy trì sản xuất cũng như mở rộng diện tích trồng. Từ khi Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2022, với trọng tâm là sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chiết xuất từ các loại dược liệu trên địa bàn như an xoa, xạ đen, cà gai leo đã giúp bà con nâng cao thu nhập cũng như yên tâm phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy. Từ khi có hợp tác xã thì bà con nông dân ở đây thì được có công ăn việc làm ổn định hơn, thu nhập cũng ổn định hơn trước kia rất là nhiều. Bà con nông dân ở đây thì cũng trồng các nguyên liệu và dược liệu thì cũng cung cấp cho hợp tác xã. Đầu ra thì cũng ổn định, rất chi là ổn định. Một trong những thuận lợi đối với Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn là chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, cây dược liệu từng bước khẳng định giá trị kinh tế khi sinh trưởng và phát triển rất tốt. Một hecta an xoa có thể cho năng suất từ 20 đến 25 tấn một năm. Trong khi các cây dược liệu lâu năm như xạ đen, khôi nhung, đàn hương, thời gian trồng càng dài, dược tính trong cây càng cao và cho hiệu quả rõ rệt. Cái mô hình của địa phương thì là mô hình sản xuất và chiết xuất cao dược liệu. Thì mô hình thì được thành lập năm 2022 và hoạt động rất là có hiệu quả. Sản phẩm đến tay khách hàng thì được khách hàng là tín dùng và đánh giá cao. Địa phương cảm nhận thấy là cái mô hình này là có khả năng là phát triển rộng rãi hơn nữa và nhân rộng mô hình, thì là địa phương cũng quan tâm chỉ đạo rồi động viên hợp tác xã. Mô hình này thì là được giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động và cũng tăng thêm thu nhập cho người lao động của địa phương, góp phần phát triển kinh tế của địa phương cũng như là của huyện nhà. Hiện tại thì Hợp tác xã Dược liệu là một đơn vị điển hình trong việc liên kết bao tiêu các cái sản phẩm của người nông dân trong nguyên liệu của thành viên hợp tác xã để đưa vào cái hệ thống sản xuất và tạo ra những cái sản phẩm dược liệu phục cung. Thì huyện rất là hỗ trợ trong cái việc là định hướng để phát triển cái vùng nguyên liệu, nghĩa là đầu tư dưới hệ thống máy móc và chế biến sản xuất sâu để đảm bảo được cái sản phẩm chế biến cuối cùng của cho bà con nông dân. Với 102 thành viên cùng vùng nguyên liệu lên tới 20 hecta đã thực sự tạo điểm tựa để hợp tác xã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Hiện các sản phẩm chủ lực của hợp tác xã như cao an xoa, xạ đen, cà gai leo, hà thủ ô, đinh lăng cùng các loại trà thảo mộc đã và đang được khách hàng khắp nơi đón nhận và bước đầu khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Hợp tác xã của mình là chuyên sản xuất về các cái mặt hàng về dược liệu. Thì để đảm bảo cái nguyên liệu thì mình có liên kết với các hộ dân, các cái gọi là các cái thành viên trong hợp tác xã để mình sản xuất, để mình trồng các cái vùng nguyên liệu để mình chế biến các đảm bảo được cái vùng nguyên liệu để mình chế biến dược liệu được bền vững và lâu dài. Thông qua hoạt động liên kết sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cung cấp ra thị trường đã tạo mối gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác xã và bà con nông dân, vừa ổn định vùng nguyên liệu để cung cấp cho dây chuyền sản xuất, vừa tạo thu nhập cao cho thành viên hợp tác xã. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hợp tác xã đặc biệt chú trọng vào việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, phục vụ sản xuất theo xu hướng 4.0. Toàn bộ hệ thống máy móc được vận hành theo quy trình khép kín và tự động hóa. Anh Cảnh ơi, tức là cái hệ thống máy móc của mình thì gồm những cái máy nào và nó hoạt động đến nơi? Dạ, vào hệ thống này là hệ thống nồi 1.000 lít anh. Cái hệ thống nồi 1.000 lít thì nên đây là gọi là nồi nấu. Dạ. Nồi nấu này thì mình nấu sẽ trong vòng một ngày một đêm. Dạ. Và từ nồi nấu này mình sẽ nấu trong vòng một đêm thì mình sẽ qua bộ lọc và mình sẽ chuyển qua các cái nồi tiếp theo. Bộ lọc tiếp theo là...
Dạ, cái nồi tiếp theo khi mình từ nấu từ đấy sẽ chuyển qua hệ thống lọc. Hệ thống lọc xong mình sẽ chuyển qua hệ thống tách chứa. Dạ, cái nồi này là hệ thống tách chứa. Và từ hệ thống tách chứa này thì mình sẽ hút chân không và sẽ qua nồi cơm. Từ đấy mình sẽ là cô hệ thống theo hệ thống tuần hoàn, cô theo hệ thống chân không á, với nhiệt độ thấp. Dạ. Nhiệt độ thì hoạt động với máy cô đã như thế nào? Dạ. Hệ thống cô này thì mình luôn luôn là để một chế độ là nhiệt độ rất là thấp. Cho nên để nó bảo tồn được cái hàn tính dược liệu của trong nguyên liệu nó tốt. Nó không ảnh hưởng gì đến cái hàn tính dược liệu của cái của nguyên liệu. Từ vận hành cái hoạt động của cái máy thì nay thì nó như thế nào? Dạ, hệ thống này thì hoàn toàn tự động. Mình sẽ căn theo giờ và mình sẽ hoàn toàn là làm tự động cả. Dạ. Thì vận hành cái hoạt động của cái nồi cơm này đó. Dạ, thì đây là bắt đầu là mình từ vào nồi nấu, sau này mình chuyển sang nồi tách chứa và đây sang đây là nồi cơm. Và hệ thống nó sẽ chạy tuần hoàn. Nhưng mà trong thời gian vậy thế nào sản phẩm nó ra thế này? Thời gian thì 3 ngày 3 đêm thì nó sẽ được 1 mẻ cao. Tức là bao nhiêu nguyên liệu thì sẽ để cái lượng để mà báo sản phẩm ấy? Dạ, là một cái lượng này là một nồi, nhà em là một nồi 1.000 lít. Thì nó sẽ tầm khoảng 3 đến 4 tạ nguyên liệu khô. Thì nó sẽ cho ra một mẻ cao. Để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh chú trọng khâu liên kết trong sản xuất, thì việc đa dạng hóa các hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm và sử dụng phong phú các kênh bán hàng cũng được xem là yếu tố then chốt. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, để đảm bảo ổn định đầu ra, Hợp tác xã đã nỗ lực tìm kiếm các kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, mở rộng mạng lưới đại lý, cộng tác viên. Đồng thời, tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên nhiều kênh, các trang mạng xã hội sau khi có các chứng nhận hợp quy và hoàn thành quy trình tự công bố. Bên cạnh những cái kênh truyền thống thì bên mình đang còn bên hợp tác xã đang còn sử dụng các cái kênh như bên YouTube hay là TikTok hay là các cái mạng fanpage để mình giới thiệu các cái sản phẩm qua cái ứng dụng công nghệ ấy. Thì để nhằm để lan rộng cái sản phẩm của mình trên thị trường, giúp cái hiệu quả kinh doanh phát triển mạnh hơn và lan rộng được khắp cả nước ạ. Đồng hành cùng với các cái chủ trương của trung ương của tỉnh thì huyện cũng có khuyến khích hỗ trợ trong cái việc là xây dựng các cái chương trình ô cốp rồi tham gia các cái sản phẩm cũng như là tham gia các cái phiên kết nối để giúp người nông dân đưa được cái sản phẩm ra thị trường rộng hơn. Thì huyện cũng hỗ trợ cho các tổ hợp tác xã và các cái sản phẩm tiêu biểu của nông dân tham gia các cái sàn thương mại điện tử để đưa các cái sản phẩm kết nối được ở trên sàn, đồng thời là hỗ trợ cho các cái tiếp cận các cái chính sách hỗ trợ để được hỗ trợ cho người nông dân trong cái việc là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là cái hệ thống tưới nhỏ giọt cũng như là xây dựng mô hình hay là phát triển nhà lưới. Đồng hành cùng hợp tác xã và bà con nông dân, chính quyền các cấp ở Nghĩa Đàn cũng đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho những sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng cho các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết là đầu mối trung tâm kết nối với doanh nghiệp và người nông dân. Từ đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ an toàn được chứng nhận Việt Gáp và đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Theo đó, năm 2023, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn được lựa chọn hai sản phẩm, cao an xoa, cao xạ đen, tham gia xây dựng và đã đạt thương hiệu ô cốp 3 sao. Đối với cái mô hình hợp tác xã về dược liệu, thì cái này mô hình này cũng mới phát triển. Tuy nhiên thì nó mang lại hiệu quả rất tốt, đó là cái hệ sinh thái của nó, từ cái khâu chọn vật liệu đến cái khâu sản xuất rồi đến cái khâu bán hàng là dần hình thành một cái quy trình khép kín, cho nên là mang lại cái hiệu quả rõ rệt. Ở cái đấy là mô hình mới, cho nên là chúng tôi cũng đã được đánh giá là cái sản phẩm này là đạt cái sản phẩm ô cốp. Tính đến tháng 5 năm 2024, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã có hơn 30 sản phẩm chế biến hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên, tham gia chuỗi tiêu thụ ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch lớn trong và ngoài tỉnh. Ngoài hai sản phẩm là cao an xoa và cao xạ đen được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao năm 2023, thì trong năm 2024 này, Hợp tác xã đang tập trung xây dựng hai sản phẩm ô cốp 4 sao, 8 sản phẩm ô cốp 3 sao.
Trong kế hoạch phát triển dài hạn, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn sẽ mở rộng vùng nguyên liệu từ quỹ đất của thành viên, đồng thời xây dựng vườn ươm giống cây dược liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng cây giống và chủ động nguồn giống tại chỗ, đảm bảo cung cấp cho thành viên và các hộ dân có nhu cầu liên kết với hợp tác xã. Đồng thời hoàn thành xây dựng các quy chuẩn đảm bảo cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế cấp. Có thể khẳng định, trong sản xuất nông nghiệp nói chung, dược liệu nói riêng, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cung ứng trên thị trường được xem là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị sản phẩm cho cả nông dân và các hợp tác xã. Việc liên kết từ khâu tổ chức sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã và đang giúp cho một số loại cây dược liệu có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Bắt kịp với xu thế chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất cùng với nhiều hợp tác xã trong tỉnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Thành, huyện Yên Thành đã tích cực đầu tư hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất lúa giống, cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện. Điều này giúp hợp tác xã hoàn toàn chủ động trong sản xuất, bảo quản sản phẩm, khẳng định uy tín đối với khách hàng cũng như bà con xã viên. Chương trình Tam Nông 4.0 số 9 phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2024 trên sóng NTV, app NTV Go. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.